đang đứng bây giờ là nằm gọn trong một cái thung lũng, đường kính tương đối hẹp và tròn trịa, khoảng 2 km, và bao bọc xung quanh chúng ta là một tường thành bằng núi kiên cố như thế này đây ạ. Và những ngọn núi ở đây cao khoảng từ 250 cho đến 350 mét so với mực nước biển. Tuy nhiên ngọn núi ngay trước mặt chúng ta đây ạ, đây là ngọn núi cao nhất tại Mỹ Sơn, cao khoảng gần 750 mét so với mực nước biển. Và người Chăm Ba coi ngọn núi này là ngọn núi thiêng, ngọn núi Đại Sơn Ma Hai Ba Ba Ta. Tuy nhiên ngày hôm nay nếu chúng ta tìm trong một số Facebook thì với tên gọi, rất nhiều tên gọi, ví dụ như là ngọn răng mèo hay là ngọn hòn đề. Vì sao gọi là răng mèo? Thì nếu mà không có sương mù bao phủ phía trên đó thì chúng ta sẽ thấy rằng ngọn núi này cái hình giống như một cái răng mèo vậy ạ. Vâng. Và cái vùng đất thung lũng này thì người Chăm Ba coi đây là vùng đất thiêng. Và tại Mỹ Sơn chúng ta có một dòng suối rất lớn chảy về phía bắc của thung lũng này, và người Chăm Ba coi cái dòng suối này chính là dòng suối thiêng. Và núi thiêng, đất thiêng và suối thiêng đã gộp lại tạo thành một bộ thờ biểu trưng cho thần Shiva ở đây. Và đó chính là một trong số lý do vì sao vua Chăm ngày xưa đã chọn khu vực này làm trung tâm thờ cúng mà không phải là một khu vực nào khác cả. Bởi vì bên cạnh Mỹ Sơn chúng ta còn vài cái thung lũng nữa, tuy nhiên chỉ có Mỹ Sơn mới hội tụ đủ những yếu tố đó mà thôi. Và theo cả đoàn chúng ta thì công trình trước thế kỷ thứ 7 về kiểu dáng và số lượng chúng ta không còn biết nữa, bởi vì đã bị sụp đổ, đã bị cháy đi do một trận hỏa hoạn rồi. Và công trình cổ nhất tại Mỹ Sơn ngày hôm nay mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là công trình này ạ. Công trình nhỏ nằm ở góc này. Công trình này được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 8 đây ạ. Và công trình trẻ nhất tại Mỹ Sơn ngày hôm nay là công trình bằng đá nằm ở giữa đó. Bây giờ chỉ còn 2 mét cao thôi đó ạ. Và công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13. Và thế kỷ thứ 8 là thế kỷ là công trình cổ nhất còn lại ở đây. Và thế kỷ thứ 13 là công trình trẻ nhất tại đây. Và giữa khoảng thời gian này còn vô số những công trình ở xung quanh đây nữa. Điều đó để nói chúng ta rằng đền Hát Chăm Ba xây dựng liên tục từ nhiều thế kỷ khác nhau. Và mỗi vị vua sau khi lên ngôi lại đến đây dâng vào đây một công trình đền thờ. Vì thế nếu mà ai có thể tự tin đếm được đủ bao nhiêu công trình đền chính tại Mỹ Sơn thì có ít nhất chừng đó vị vua Chăm Ba đã thay nhau cai trị vương quốc này. Và theo cả đoàn chúng ta, công trình cao cao đó ở phía sau công trình này thì chúng ta thấy đó, theo như tư liệu của những nhà khoa học để lại thì có nét ảnh hưởng từ phía Indonesia, tức là các lớp quý tộc hoàng gia Chăm Ba lúc bấy giờ người ta đi giao bang bên Indo và tiếp thu cái đẹp về và tiến hành làm công trình này. Và công trình bằng đá đó, nếu đoàn mình đi hết miền Trung Việt Nam để ý trên những cái ngọn đồi nhỏ dọc con đường quốc lộ 1A thì chúng ta sẽ thấy rải rác những cái di tích Chăm. Tuy nhiên những cái di tích Chăm mà chúng ta thấy đó chỉ là những cái ngóc cách của lịch sử mà thôi. Còn riêng tại Mỹ Sơn chúng ta lại nguyên một quần thể kiến trúc to lớn và kỳ vĩ nhất như thế. Nhưng điều em muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng vật liệu xây dựng đền hát chính của người Chăm đó là bằng gạch chứ không phải bằng đá. Tuy nhiên tại vị trí này chúng ta thấy có một công trình bằng đá đây ạ. Và đây chính là công trình bằng đá duy nhất của nghệ thuật Chăm. Và giai đoạn này người Chăm Ba chịu ảnh hưởng người đế chế Khmer và người ta đã tiếp nhận kỹ thuật xây dựng liền đá của người Khmer về và tiến hành làm công trình này. Và chúng ta nhìn xa xa hơn nữa ạ, có cái máy cong hình thuyền đúng không ạ? Công trình có máy cong hình thuyền đó ạ. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó phản phát gì đó trên trống đồng Đông Sơn hay là cái mi đình của miền Bắc Việt Nam, và rõ ràng có nét đại việt của chúng ta nằm ở đó rồi ạ. Và qua đó không thì đã giải thích được cái tiêu chí thứ hai, chính là Mỹ Sơn là điển hình cho sự giao lưu văn hóa với sự hội nhập giữa văn hóa bên ngoài và văn hóa bản địa, và đặc biệt hơn nữa là kiến trúc và nghệ thuật từ tiểu lục địa Ấn Độ. Và kiến trúc và nghệ thuật từ tiểu lục địa Ấn Độ biểu hiện như thế nào thì bây giờ mời đoàn mình tiếp tục chúng ta di chuyển đi ạ. Houston, please. Tôi lấy cái cành là chính. No touching on the relax. Sao lại có đá mới này?
Vâng ạ, thưa bác cả đoàn, chúng ta trước khi đến với Mỹ Sơn, chúng ta gọi chung một câu là khu đền tháp Mỹ Sơn. Nhưng mà đến với Mỹ Sơn rồi, khi ra về chúng ta sẽ nhận ra được đâu là đền, đâu là tháp, và tại Mỹ Sơn chúng ta còn có những ngôi nhà nữa. Và đền mới là nơi thờ thần Shiva. Và thần Shiva tại Mỹ Sơn được biểu hiện dưới hình thức nào? Thì đây chính là hình thức đầu tiên biểu hiện cho thần Shiva đây ạ. Thần Shiva tại Mỹ Sơn được thờ dưới hình thức là ngẫu tượng Linga và Yoni như thế này. Phần trụ tròn ở trên theo tiếng Phạn chúng ta gọi là Linga, phần hình vuông ở dưới theo tiếng Phạn chúng ta gọi là Yoni. Sự kết hợp giữa Linga và Yoni là nguyên lý tồn tại dành chung cho vũ trụ này. Và thần Shiva được coi như là đấng sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt vũ trụ. Và thần Shiva đại diện cho vũ trụ này, và Linga kết hợp với Yoni chính là biểu tượng của thần. Và thưa cả đoàn chúng ta, nông nghiệp lúa nước thì ưa tiếng ngưỡng thuần thực, trọng đực và trọng cái, đúng không ạ? Nếu người Việt chúng ta coi cái nọ, cái nường hay cái chày và cái cối là đực và cái. Và ngày hôm nay vẫn còn những lễ hội mang tính thuần thực như là lễ hội giống ở miền Bắc Việt Nam. Thì tại đây chúng ta sẽ thấy rằng Linga là đực và Yoni là cái. Sự kết hợp đực cái, Linga và Yoni là nguyên lý không chỉ dành riêng cho loài người chúng ta mà dành chung cho vạn vật muôn loài. Và nông nghiệp lúa nước, bò đực, bò cái phải cần tới nhau sinh ra cả đàn. Thực vật cũng vậy. Thì loài người chúng ta đêm nay Linga gặp Yoni thì ngày mai chúng ta lại mơ màng tới những Linga và Yoni con, đúng không ạ? Và đối với những người nào Shiva giáo, thì theo Shiva giáo, Hindu giáo, khi người ta muốn cầu con trai, muốn cầu con gái, muốn cầu điềm lành, hạnh phúc, bình an, thì người ta lại mang lễ vật tới trước Linga và tiến hành sử dụng nước thiêng để hành lễ. Người ta sẽ lấy nước thiêng từ dòng suối thiêng ở đây đổ lên Linga làm lễ rửa tượng, và sau đó nó sẽ chạy xuống đây theo cả Yoni này đi ra. Và các tu sĩ Bà La Môn lúc bây giờ sẽ lấy nước thiêng ở đây phân phát cho những người cầu nguyện uống vào để cầu mong những điều họ mong muốn trở thành sự thật. Và đó chính là cách thức hành lễ bằng nước của người Chăm Ba. Và bây giờ mời cả đoàn chúng ta đặt chân vào trong đền chính, chúng ta sẽ tham quan cái không gian ở phía bên trong. Giữ nguyên cái hiện trạng đây. Anh nhớ đây. Anh kiểu vâng, và thưa bác đoàn, đây chúng chính là trong lòng của đền chính của nhóm C. Và tiếng Chăm chúng ta gọi là Ca Lan ạ. Ca Lan tức là đền chính. Và ở giữa đây chúng ta còn thấy bộ thờ biểu trưng cho thần Shiva. Tuy nhiên bây giờ chỉ còn một nửa, tức là phần Yoni ở phía bên dưới, phần Linga ở trên đâu rồi ạ? Và khi mà người Pháp đến đây người ta nghiên cứu thì có tượng thần Shiva đứng trên Yoni như thế này. Tuy nhiên sau đó thì người ta lại di dời, và ngày hôm nay đang trưng bày tại Viện Bảo tàng Điêu Khắc Chăm tại Đà Nẵng rồi. Nên ngày hôm nay khi chúng ta đến đây chỉ còn thấy cái phần ở phía dưới này thôi, phần Yoni thôi. Và bây giờ xin được hỏi cả đoàn mình một tí là cảm giác của cả đoàn mình khi bước vào trong đền này như thế nào ạ? Mát lạnh. Vâng. Mà tối. Vâng, trước khi mát thì chúng ta đến với cảm giác là tối trước đã, đúng không ạ? Tối rồi tới mát và tới hẹp nữa ạ. Vâng, và những cảm giác mà cả đoàn mình vừa cảm nhận chính là nguyên lý của đèn chính. Và khi mà chúng ta đặt chân vào đèn chính rồi, chúng ta phân biệt được, thì chúng ta khi bước vào trong tháp phụ chúng ta sẽ phân biệt được đèn chính như thế nào, tháp phụ mình như thế nào. Và đèn chính thì chỉ có một cửa như thế này thôi à, một cửa chính duy nhất bước ra bước vào như thế này thôi. Ngoài ra không có bất cứ cửa phụ hay cửa sổ nào cả. Vì thế mà không gian bên trong đền rất là tối, phải cần lấy những cái hộp như thế này để mà giới quý tộc Hoàng gia Chăm Ba khi xưa đặt đèn lấy ánh sáng làm lễ. Và khi mà chúng ta bước vào trong tháp phụ thì chúng ta sẽ thấy không gian nó thoáng hơn, rộng hơn, và đặc biệt là có rất là nhiều cửa sổ. Và cái thứ hai, cảm giác thứ hai của đầu mình bước vào trong này là không gian bên trong rất là mát, đúng không ạ? À, tường nhà của chúng ta ngày hôm nay xây dựng chỗ dài nhất khoảng bao nhiêu cm ạ? Mét khoảng 20. Tường nhà mình là dài á. Nhà tôi là 30 cm. Từ 20 đến 30 là con số trung bình, đúng không ạ? Tuy nhiên tường đèn, tường tháp ở đây nơi mỏng nhất là 80 cm, và nơi dài nhất phải gần 2 m. Đủ mát cho chúng ta chưa ạ? Vâng. Và cái cảm giác thứ ba là không gian bên trong đèn rất là hẹp. Và thưa cả đoàn, Hindu giáo khi ảnh hưởng đến đất nước Chăm Ba thì hà khắc đi về đẳng cấp, chủ yếu ảnh hưởng tới tầng lớp trên. Khu vực thung lũng của chúng ta chỉ dành cho tầng lớp
quý tộc trai thôi. Còn bên trong đền chính thì chỉ có vua và các tu sĩ bà la môn bậc cao mới được phép đặt chân vào trong khu vực này. Còn với quý tộc hoàng gia Jampa thì sao ạ? Sau khi người ta hành hương từ phía kinh thành lên đây sẽ đặt chân tại nhà tỉnh tâm ở phía bên kia trước ạ. Tỉnh tâm trong vòng 3 ngày, khi tâm người ta tuyệt đối tỉnh xong rồi mới được phép bước qua tháp cổng và tiếp xúc với thế giới thần linh ở phía bên này. Tuy nhiên người ta không được phép bước vào trong đền mà chỉ được đứng dàn hàng ngang ngay phía trước đền chính, chắp tay cầu nguyện, chờ các tu sĩ bà la môn người ta làm lễ xong mang nước ra cho họ uống thọ cầu nguyện. Vì thế trong đền khi xưa chỉ tầm từ 5 đến 7 người có thể đặt chân vào trong này thôi. Vì thế mà ngày hôm nay chúng ta có duyên có mặt trong đền chính thì chúng ta giống như những ông hoàng bà chúa của thời hiện đại rồi ạ. Vâng, và chúng ta vừa phân biệt được cái cảm giác khi chúng ta ở trong đền chính như thế nào rồi, thì lát nữa khi bước vào trong tháp phụ thì chúng ta sẽ thấy rằng không gian bên tháp phụ đã hoàn toàn khác. Và ai muốn cầu nguyện, ai muốn cầu con, muốn cầu cái, muốn cầu điềm lành, hạnh phúc, bình an thì chúng ta lại tìm đúng đền chính để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta không nên cầu nguyện vào cái cổng hay là cái kho ạ. Vâng, bây giờ mời cả đoàn mình đi ra lại. Rồi, mời đoàn mình tập trung lại đây. Chúng ta quan sát cái mảng tường này ạ. Mảng tường ở trên và mảng tường ở phần đế này. Và theo đoàn mình thì tường nào là tường gốc và tường nào là tường đã được trùng tu rồi ạ? Phần trên là tường gốc, dưới là trùng tu rồi. Vâng, có ai có ý kiến ngược lại không ạ? Tôi có. Tôi ngược lại, dưới là gốc và trên là trùng tu. Thì chỗ này là làm cho nó cũ này, thì chỗ này cũng thật. Rồi, vâng, cảm ơn ý kiến của cả đoàn. Và thưa cả đoàn, tại chị Sơn chúng ta thấy mảng tường nào sần sùi, đen đúa, cũ kỹ và rêu móc bám phủ nhiều như thế này, đặc biệt là có vết xi măng làm chắc chắn dính ở đây, thì đây là mảng tường đã được trùng tu của năm 1980. Còn mảng tường nào chúng ta thấy màu gạch còn đỏ tươi, trẻ khỏe như thế này mà không hề có hiện tượng rêu móc bám phủ thì đây chính là mảng tường gốc còn lại của người Jampa cả ngàn năm trước rồi ạ. Và đây chính là điều đặc biệt của đền tháp Jampa. Vô số những nhà khoa học đã đến đây nghiên cứu, tìm hiểu về kỹ thuật và vật liệu xây dựng đền tháp Jampa. Tuy nhiên đến ngày hôm nay vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Và vâng, rồi mình đoàn mình nhìn lại mảng tường trên rồi nhìn lại mảng tường dưới kỹ một tí, chúng ta sẽ thấy rằng năm 1980 khi các nhà Ba Lan tới đây thì người ta chưa tìm được kỹ thuật và vật liệu đúng với kỹ thuật và vật liệu của xây dựng đền tháp Jampa, cho nên người ta gọi là cấp cứu kịp thời di tích của chúng ta, nên người ta tạm thời lấy xi măng làm chắc kết dính những viên gạch này với nhau. Mặc dù gạch ở đây là gạch gốc đấy ạ, tuy nhiên chắc kết dính không tương xứng thích, và chúng ta thấy đặc biệt là xi măng mà có tính axit cao, độ hút nước rất là lớn. Vì thế sau khi nước mưa thấm vào, chỉ một thời gian sau là mảng viên gạch và hiện tượng meo mắt như thế này xuất hiện đấy ạ. Nhưng chúng ta nhìn lại mảng tường của người Jampa, hai viên gạch chồng thiết với nhau rất là san sát, và dường như giữa chúng không có bất cứ bản hở nào để cho vô vừa xuất hiện cả. Và điều này đã đưa ra vô vàn cái giả thuyết, vô vàn cái ý kiến xung quanh đền tháp của người Jampa. Người ta cho rằng có khả năng là người Jampa đã xây dựng tường tháp từ gạch sống rồi sau đó nung đi, thì người ta nghĩ rằng chỉ có thể cách đó những viên gạch chín đi thì hai viên gạch nó mới có thể chồng tiếp với nhau, chắc chắn đến như vậy, san sát đến như vậy. Và giả thuyết này bị các chuyên gia người Ba Lan khi đến đây cấp cứu di tích chúng ta bác bỏ hoàn toàn ạ. Người ta không công nhận giả thuyết này, bởi vì sao ạ? Chúng ta thấy rằng gạch sống thì mềm, nếu chúng ta dùng gạch sống xây dựng tường tháp thì công trình chưa kịp đứng vững để nung đã bị sụp đổ rồi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta có gắn tường cho cái công trình gạch sống này đứng đây được thì khi dùng lửa nung, cái mảng tường ở đây sẽ không thể nào chiến nổi, gạch không thể nào chiến đều giữa mảng tường ở ngoài, ở giữa và ở trong được. Và giả thuyết này chính thức bị bác bỏ. Và sau này có một giả thuyết dễ dàng chấp nhận hơn đến từ các chuyên gia địa phương cũng như là các chuyên gia người Ý khi đến đây giúp chúng ta trùng tu khu G phía bên kia. Người ta cho rằng có khả năng là người Jampa đã dùng gạch chín để xây dựng tường tháp bằng phương pháp mài chặt như thế này ạ. Chúng ta thử tưởng tượng rằng hai viên gạch chín khi mài chặt với nhau như thế này sẽ tạo nên cái bề mặt nhẵn nhụi hơn, phẳng phiu hơn, và chỉ cần một cái lớp kết dính rất là mỏng thôi thì hai viên gạch đã có thể khít chặt vào nhau như thế này rồi. Và người ta tiến hành làm một cái thí nghiệm như thế này ạ. Người ta đem hai viên gạch chín mài với nhau trong nước, và khi mài thì bọt gạch nó ra, nó hít chặt hai viên gạch lại với nhau như thế này. Tuy nhiên khi chúng ta đem ra phơi nắng, hai viên gạch khô đi thì lại tách rời nhau ra rất là dễ dàng. Và người ta tiến hành nghiên cứu một lần nữa cái mảng ở giữa của hai bức tường rất là dày này, và người ta thấy ở bên trong là vô số bột gạch trộn với một cái loại hợp chất hữu cơ gì đó
Mà đến ngày hôm nay hợp chất hữu cơ đó vẫn còn là một ẩn số. Vô số giả thuyết cũng đưa ra, nào là mũ của cây xương rồng, mật mía, mật ong, mũ bời lời. Tuy nhiên, những giả thuyết đó đều không được chấp nhận. Và sau này, các chuyên gia địa phương người ta mới tiến hành nghiên cứu và người ta nghĩ rằng chỉ có thể là người Chăm Pa lấy một cái lọ nhựa cây gì đó thuộc địa phương của mình làm chất cái chính. Và người ta đã phát hiện ra một rừng dầu rái xung quanh khu vực thung lũng Mỹ Sơn của chúng ta. Và cái dầu rái đó ạ, vâng, loại dầu rái đó cư dân đi sông đi biển ngày hôm nay sử dụng để đóng thuyền rất là nhiều đó ạ. Và khả năng là người Chăm Pa đã sử dụng mũ của cây dầu rái làm hợp chất hữu cơ kết dính những viên gạch lại với nhau bằng cái phương pháp mài chặt như thế này. Ngày hôm nay các chuyên gia người Ý đang giúp chúng ta trùng tu khu G cái bên kia cũng chính bằng cái giả thuyết này. Tuy nhiên kết quả đúng hay không đúng thì chúng ta cũng phải chờ một thời gian khá lâu nữa. Công trình của người Chăm tồn tại cả ngàn năm thì ít ra chúng ta phải được phân nửa thời gian đó thì chúng ta mới kiểm định được kết quả như thế nào, đúng không ạ? 500 năm nữa. Và bên trái chúng ta là ngôi thác nước ạ. Nước thiêng được giữ ở bên trong đó ạ, cắt giữ cái bên trong. Và đối diện với thác nước chúng ta có ngôi thác lửa ở đây. Thác lửa không phải là để cắt chứa lửa mà thác lửa được coi như là một cái kho chứa đồ cúng, đồ tế lễ tại công trình này chính. Và thưa cả đoàn chúng ta quan sát kỹ vật liệu ở đây một tí ạ. Chúng ta có nhận ra loại đá này là đá gì không ạ? Đá đâu? Đây ạ. Ồ, đá này là đá cát khối. Chúng ta gọi một cái tên bình dị gian giả chính là đá cát kết. Cát kết, sỏi kết. Nhưng mà gọi tên quý tộc hơn là sao thạch. Một là gọi là đá cát kết, còn hai gọi là sao thạch. Và chúng ta lấy cái tên bình dị hơn để dễ giải quyết vấn đề. Có nghĩa là đá cát kết là loại đá được hình thành từ nhiều hạt cát liên tiếp kết dính liền lại với nhau sau một hoạt động địa chất kéo dài. Và khi khai thác thì ta văn điêu khắc cả ngàn năm rồi mà bây giờ vẫn còn rất là tinh tế và đẹp mắt như thế này. Và cái loại đá này đặc biệt là cái bề mặt khi mà giải quyết xong rồi, vấn đề kỹ thuật giải quyết xong rồi, bề mặt rất là đẹp, rất là mịn. Và mịn giống như là hiện tượng xi măng của chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì sao? Những hạt cát li ti nó kết dính liền với nhau cộng với xi măng silic tự nhiên của chúng ta. Và với một kỹ thuật rất là hoàn hảo thì những người thợ đã tạo nên một cái bề mặt rất là trơn, rất là phẳng và rất là đẹp mắt. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái bộ thờ phía trong công trình này ạ. Nó thì cũng chỉ trăm năm là mòn rồi, nhưng mà loại sa thạch này thì đã ngàn năm rồi mà nét chữ vẫn còn rất đẹp, rất tinh tế như thế này đây ạ. Và chúng ta nhận ra chữ viết nào không ạ? Có đó. Pali Sanskrit của người giống như Khmer, người một là Polynesian, hai là chữ của vâng ạ, Indian qua đấy ạ, vâng Sanskrit, và người Việt chúng ta ngày hôm nay gọi là chữ Phạn cổ đó ạ. Em có thể dịch một đoạn được không? Dạ, không biết trong đoàn mình có ai dịch được đoạn này không ạ? Anh dịch được nhưng mà dịch nắc mắc kẹt và là mắc chân. Vâng, thưa cả đoàn thì cái loại chữ này người Chăm Pa ngay từ buổi đầu lập quốc là chịu ảnh hưởng của người Ấn Độ rồi. Tuy nhiên dần dần thì cũng bị bản địa hóa đi, có nghĩa là người ta tiếp biến văn hóa, tiếp nhận và sau đó thì biến đổi đi. Và cái chữ viết của người Chăm Pa bây giờ khác hoàn toàn so với cái chữ viết mà trước đây. Cho nên cả những người Chăm Pa hiện đại bây giờ cũng rất là khó để có thể đọc được những văn bia này. Và Faynot, một dịch giả rất nổi tiếng người Pháp khi ông đến đây nghiên cứu về Mỹ Sơn, thì trong 32 bia ký được tìm thấy ở đây thì ông dịch chỉ được khoảng 22 bia ký trong số đó thôi. Còn những bia ký còn lại bây giờ vẫn nằm trong bí ẩn. Và điều đặc biệt là chúng ta thấy chữ viết này nó hơi khá giống với Campuchia hay là Lào hay Thái Lan, đúng không ạ? Bởi vì sao? Những nước trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta khi xưa dường như đều chịu ảnh hưởng từ một nguồn văn hóa lớn, đó là Ấn Độ. Người ta cũng tiếp nhận văn hóa và tùy theo bản cái nơi, mỗi nơi mà người ta tiếp nhận mà người ta bản địa đi. Ví dụ như ở bên Angkor thì người ta chọn Vishnu là vị thần chủ, đúng không ạ? Nhưng bên này thì người ta lại chọn Shiva là vị thần chủ. Còn tương tự chữ cũng vậy, người ta sẽ biến đổi theo các cách riêng của mình. Và ở giữa đó chúng ta thấy cái bộ thờ còn lại rất là lớn và rất là đẹp ở giữa đó. Vĩ đại, Linga Yoni. Và ở giữa chúng ta có bộ thờ rất là lớn ở đây. Thì ở đây xin nhắc lại ba yếu tố thiên một tí ạ. Chúng ta thấy ngọn núi thiên ở đây đại diện cho Linga. Và núi đất thiên ở đây đại diện cho Yoni. Và dòng suối thiên ở đây sẽ đại diện cho cả Yoni ở đây ạ. Và núi thiên, đất thiên, suối thiên gộp lại tạo thành bộ thờ biểu trưng cho thần Shiva tại khu vực này. Và đó là một trong số lý do vua Chăm đã chọn khu vực này làm trung tâm thờ cúng. Và thưa cả đoàn, công trình đầu tiên bằng gỗ, cả đoàn mình nhớ không ạ?
xây dựng tại vị trí này, nhưng mà đến thế kỷ thứ 7 thì công trình bằng gạch thay thế ở đây, và cuối cùng là công trình bằng đá được dựng ở đây ạ. Và công trình này chính là công trình trẻ nhất tại Mỹ Sơn vào thế kỷ thứ 13. Vâng, bây giờ mời gõ đầu mình chúng ta. Và nếu mà nếu như vậy thì nó còn cao hơn cả cái đền. Dạ đúng rồi ạ. À, đây chính là đỉnh của công trình này ạ. Đây là đỉnh của công trình này. Và đỉnh được coi như là nơi ngự trị của thần Shiva ở dưới hạ giới. Và đây chính là Linga. Và thưa cả đoàn chúng ta thì chúng ta đã biết tới thần Ganesha và Skanda chưa ạ? Ganesha và Skanda. Ganesha là vị con trai thứ hai của thần Shiva, được coi là vị thần may mắn và hạnh phúc. Còn Skanda là vị thần chiến tranh. Và Skanda trước đây được thờ trong ngôi tháp này ạ. Và Ganesha, xin lỗi các đoàn, đây là ngôi tháp này thờ Skanda, còn phía sau ngôi tháp này là thờ thần Ganesha. Và Ganesha là vị thần đầu voi nhưng mà mình người. Và đặc biệt là Ganesha chỉ có một cái ngà thôi, một cái ngà nữa đi đâu rồi ạ. Đoàn mình nếu có ai thắc mắc thì lát nữa em sẽ giải thích về vấn đề này. Và bây giờ mời đoàn mình chúng ta hãy nhìn mảng tường này ạ. Đây là mảng tường về thế kỷ thứ 10. Mô típ tăng ký hoặc bên ngoài tinh tế, sắc sảo và thể hiện một vẻ đẹp gì đó rất là nhẹ nhàng. Và mô típ ở đây là hình lá nho cúng ạ. Nó mỏng manh và thân thả như thế này đây. Tuy nhiên qua bên này ạ, chúng ta thấy công trình này ạ, cái mô típ ở phía bên ngoài hoàn toàn khác. Mô típ này thì chúng ta thấy giống như hình cái vết sao bò, nó xóm xích và rậm rạp. Và mô típ này thuộc về thế kỷ thứ 9. Điều đó để chúng ta thấy rằng tùy theo từng giai đoạn lịch sử khác nhau mà óc thẩm mỹ của những nhà nghệ thuật cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ của thế kỷ thứ 10, người ta coi mô típ như thế này là đẹp thì người ta đục để và chạm khắc lên tường như thế. Nhưng của thế kỷ thứ 9 là như thế này. Và những nhà khoa học đến đây nghiên cứu thì người ta đã phân chia Mỹ Sơn ra rất là nhiều phong cách nghệ thuật. Nào là phong cách Mỹ Sơn A1, phong cách Đồng Dương, phong cách Hòa Lai, vân vân, rất là nhiều phong cách dựa theo cái mô típ trang trí ở bên ngoài này thôi. Và việc định niên đại cũng dựa vào chủ yếu cái bề mặt ngoài này thôi. Bởi vì sao ạ? Mỗi vị vua sau khi lên ngôi lấy đây dâng vào đây công trình đền thờ mới, nhưng đồng thời tu bổ những công trình đền thờ cũ. Ví dụ như có thể công trình này của thế kỷ thứ 10 đã bị chiến tranh nó hủy hoại đi cái phần mặt ngoài. Và đến thế kỷ thứ 11 thì ông vua lên, ông lại cho xây trùng tu công trình này, và cái mô típ bên ngoài thuộc về cái niên đại của ông. Vâng, và thưa cả đoàn chúng ta lại nhìn tới cái mẫu người ạ. Cái mẫu người trên tường của thế kỷ thứ 10 thì lại thon thả, mỏng manh và thể hiện một vẻ đẹp gì đó tinh tế và hiện đại hơn. Tuy nhiên mẫu người bản địa của chúng ta lại thuộc về thế kỷ thứ 9 ở đây ạ. Chúng ta thấy cái mảng tường sát công trình bằng đá này không ạ? Mẫu người như thế nào ạ? Mập, mập to, bụng như là bụng tớ. Vâng, chính xác rồi ạ. Và trước đây thì giới quý tộc hoàng gia Chăm Ba, người ta sẽ đặt chân vào nhà tĩnh tâm đầu tiên trước khi tiếp xúc với thế giới thần linh. Con đường chúng ta đi ngày hôm nay là con đường du lịch, nhưng con đường hành hương sẽ không phải là đi từ hướng đó qua, mà ngược lại đi từ hướng này vào. Và bây giờ mà ở đoàn chúng ta di chuyển vào phía trong đi ạ. Từ bên trái bên phải đã được trùng tu. Nói chung là công trình này được trùng tu đã hơn 70% rồi. Chỉ có phần phía sau đó còn lại nguyên góc thôi đó ạ. Và trước mặt chúng ta đây là bức phù điêu thần Shiva múa. Thần Shiva được coi như là vua các vũ điệu. Tức khi thần bắt đầu một điệu múa thì vũ trụ sinh ra, và kết thúc một điệu múa thì vũ trụ mất đi. Và tùy theo từng thời kỳ mà những nhà khoa học sẽ điêu khắc phù điêu của thần Shiva có bao nhiêu tay. Tương tự như ở đây chúng ta thấy bức phù điêu thần có 8 tay đúng không ạ? Nhưng thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp một vài bức phù điêu thần Shiva sẽ có 10 tay, 12 tay, hoặc là đôi lúc chỉ có 2 tay bình thường thôi. Và trên cả đầu chúng ta, bức phù điêu chúng ta có 3 phần được chia ra bởi 2 nhát cắt. 2 nhát cắt này là 2 nhát cắt nguyên góc còn lại ạ. Cho phép chúng ta suy ra điều gì ạ? Vâng, thưa cả đoàn chúng ta thì trước hết chúng ta phải nói rằng tiến độ của công trình này khá là gấp. Vì thế từ một cái bức vẽ mà chia ra làm 3 người thợ, mỗi người thợ sẽ đảm nhận một phần. Và khi hoàn tất rồi thì sẽ đem vào và ghép chung lại như thế này đây ạ. Tuy nhiên, theo một quan niệm tâm linh thì người ta cho rằng 3 phần này chia ra đại diện cho 3 thế giới. Ở trên cùng là thế giới thuộc về thần linh, thế giới ở giữa là của nhân gian, của loài người, và ở dưới cùng là thế giới của yêu ma quỷ quái và địa ngục. Từ đây cũng là địa ngục đấy, và không, còn cuối cùng là phần yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái. Ở đâu mà nè? Ở
Không có edit đâu nha, thành ra là tùy ai á, anh nói linh tinh thì diễn ra chuyện nha. Ở đây là một số cái đỉnh tháp mà ban quản lý ở đây thu nhập từ những công trình đổ vỡ xung quanh đây sau chiến tranh và cất giữ bảo quản ở đây. Đoàn mình ở đây sẽ thấy rằng từ những công trình rất là nhỏ lẻ đơn giản như thế này cho đến những công trình lớn hơn, phức tạp hơn, nhưng nhìn chung chúng ta vẫn thấy đây là hình cách điệu của một cái bức sen, đúng không ạ? Là sự cách điệu hình của một cái bức sen, và đây chính là những cái cánh sen. Tuy nhiên ở đây xin nhấn mạnh một điều nữa là sự pha lẫn của nhiều nền văn hóa ở đây. Có thể chúng ta thấy có cái nét gì đó của Lào ở đây hoặc Thái Lan ở đây, thì qua đây cũng vẫn có gì đó của đạo Hồi, đúng không ạ? Và mời các bạn mình chúng ta quan sát điều này. Con mặc gì đây ạ? Voi. Thật voi không ạ? Voi sư tử. Vâng. Đầu voi, nhưng mà mình lại là sư tử. Vâng, và thưa cả đoàn chúng ta thì người Champa người ta rất quý loài voi. Và con loài voi được coi như là vật thông minh nhất trong số tất cả các loài vật. Và sư tử là loài vật hùng mạnh nhất trong số tất cả loài vật. Người ta kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh, và đây chính là biểu tượng của vương triều Champa đây ạ. Và loài voi thì chúng ta không chỉ thấy riêng ở đây đâu, mà chúng ta còn thấy rất là nhiều hình dạng điêu khắc của loài voi ở chân của những cái công trình đền tháp ở đây. Và người ta làm trang trí cái phần đế và phần đế phần dưới cùng của đền tháp. Và ở đây chúng ta thấy ạ, từng góc ở đây đúng không ạ? Có mèo móc không ạ? Không. Ở đây từng góc không ạ? Rất móc, rất cũ. Dạ không, đây là từng góc. Nhưng mà mèo móc lại đó ở chỗ bị vỡ như thế này. Điều đó để chứng tỏ, để nói với chúng ta một điều là người Champa sau khi xây dựng tường tháp xong, phủ ở bên ngoài mình có lớp chất bảo vệ không cho mèo móc xâm nhập trực tiếp vào. Và chỉ khi nào có lớp bảo vệ ở phía bên ngoài này mất đi thì mèo móc mới có thể xâm nhập như thế này đó. Như là chương trình chống virus mà nó expire đấy, là virus nó vào hay không? Dạ. Và đây là bom. Không phải người anh có đây đang nghe rất là ngầu ngầu nói chậm ngay rồi ông xã dùng máy loại này rồi không biết là gì đâu. Và việc đặt hai quả bom ở đây thì ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn cũng không nhằm nói với khách du lịch trong và ngoài nước về vấn đề thù hận gì của chiến tranh hay của quá khứ cả, mà chỉ mong muốn đặt niềm tin lên khách du lịch chúng ta một điều là chúng ta hãy nên nâng niu, giữ gìn, bảo vệ, chung tay góp sức bảo vệ và giữ gìn di sản văn hóa của chúng ta. Và câu nói này cũng kết thúc phần thuyết minh của anh tại nhóm B, C và nhóm D. Cảm ơn mình, cả đoàn mình đã chú ý lắng nghe. Chung tay góp sức.